Xin chào mọi người. Như Linh đã giới thiệu ấy thì bên nhà số Hà Nội có thêm một dịch vụ nữa, đó là order hàng từ Nhật về. Thì đây là một sản phẩm từ Nhật về nguyên kiện, Linh chưa mở nên mọi người hãy thấy này. Hắn còn những cái băng dính từ đầu Nhật về. Đây, băng dính từ Nhật. Đây mọi người có thể thấy. Đó. Và đây là một đôi loa. Đối với sản phẩm từ Nhật thì Linh order từ loa âm ly cho đến dây. Có hai phương thức, một là đi biển và hai là đi bay nhá. Thì đây là đôi loa Buxell Linh cho đi bay. Đi bay giá nó hơi cao nhưng mà chỉ tầm khoảng 10 hôm là mình đã nhận được hàng rồi. Đó. Và bây giờ thì Linh sẽ cùng mở ra để chúng ta chiêm ngưỡng đôi loa này. Có rất nhiều anh em hỏi Linh là order như thế này thì có ổn không? Thì xin thưa mọi người là bên Nhật người ta làm việc rất chuẩn chỉ hơn mấy ông Việt Nam nhiều. Tức là người ta có sản phẩm, người ta đăng lên. Đấy, mình mua đấu giá hoặc là mình mua tại shop hoặc là mình mua tại cửa hàng đồ cũ. Đây toàn bộ là mua như vậy, chứ Linh không mua ở cái kho bãi. Nhá. Bên Nhật người ta có một cái nơi gọi là cái nơi kho bãi. Thì người ta có thể vứt hàng ở đó, người ta vứt thành kho ấy. Trong toàn đồ linh tinh vứt, người ta cứ vứt chồng chất lên nhau. Còn đây không phải. Đây là những sản phẩm người Nhật đang dùng và người ta đăng lên bán. Hoặc người ta bán lại cho cửa hàng đồ điện tử và cửa hàng đồ điện tử người ta mua lại, người ta bán. Thì sản phẩm có xước sát hay có hỏng hóc hay có bất kỳ vấn đề gì thì người ta đều nói lên, nói để cho người mua biết, và người ta đều ghi rất cụ thể, rất rõ ràng, chụp ảnh chi tiết rất cẩn thận. Và chúng ta phải biết rằng là đối với người Nhật, người ta buôn bán hàng nếu như cái sản phẩm đó nó không giống cái phần mô tả thì người mua được phép kiện cái người bán. Đó nha. Người mua được phép kiện người bán nếu như mà bán sản phẩm không đúng mô tả. Vậy nên là người ta làm rất chuẩn chỉ. Một cái tài khoản người ta bán hàng mà chỉ cần đánh giá không tốt của người mua thôi là cái shop ấy mất độ uy tín ngay. Nên là chúng ta yên tâm đối với những sản phẩm mua từ Nhật. Linh vẫn nói là yên tâm. Có sao, chúng ta thấy như thế nào thì người ta vận chuyển về y như vậy. Đó, đây mọi người thấy người ta bọc, đây là một đôi loa Buxell và người ta bọc đầu tiên là những cái lớp giấy. Thế đây là giấy báo nhé, cái văn hóa đọc báo người Nhật rất là nhiều. Và đây là cái lớp chống sốc này, rất cẩn thận. Và đây mình sẽ nhấc đôi loa này, hơn 6 cân được một loa này. Đây là phía trước nhá. Đây anh sẽ đặt lên. Đây để anh đặt lên. Đây là phía trước của mặt loa, cái phần căng ấy. Người ta bọc tiếp cho chúng ta là một cái bìa cắt tông để tránh va quệt. Đấy. Mình cũng mở luôn để chúng ta cùng xem. Ôi trời ơi. Đây là Elac BS247. Chắc là mọi người cũng khó có thể tìm được một đôi loa nào mà nó mới như thế này. Mới cứng luôn. Mới cứng, không một vết xước. Không một vết xước nào, không một tì vết nào luôn. Trời. Đây, mình sẽ đặt lên đây. À đây là BS263 nhá, mình nhầm. Đây mọi người này. Phụ kiện đi kèm này. Linh order cho anh khách quen. Anh khách quen nhà Linh. Anh rất vô tư. Và khi mình thấy người ảnh từ bên Nhật về thì anh đồng ý mua ngay. Bởi vì nó quá đẹp. Đây. Sách này, khăn lau này. À, đầy đủ ghê gớm luôn. Ốc này. Và đây là cái chân đế, người ta cái chân đế zin của Elac nha mọi người nhá. Đó. Nhìn tôi đã thấy mê rồi, nó sắc quá. Ôi, cái này nó mới quá. Mình cũng ngạc nhiên đây. Elac BS263. Con này cũng mới. Trời ơi. Đây. Loa. Hai loa. Đây. Ui trời đất. Đây mọi người có thể thấy này. Linh sẽ để chụm nó lại nhá. Chúng ta thấy được cái độ chất của nó.
không một vết xương nào. Đẹp. Ôi sao ông đã thấy sướng rồi. Đẹp lắm mọi người ạ. Linh để lại gần mà xoay chúng ta này. Đây. Ở cái căng đấy em cứ để đấy, tí anh mở. Đây mọi người có thể thấy này. Đây nha, BS263. Cầu loa này. Không biết mọi người có thấy rõ không? Khui thùng nhá, chứ không lại bảo là shop spa rồi, xong shop với quay các thứ thì không phải. Chân ở dưới này. Nó sẽ bắt ốc ở đây nhá. Thế chúng ta có chân zin chúng ta bắt ốc ở đây nhá. Đấy. Rất là nhẹ nhàng thôi ở đây này. Mặc dù là loa Buxell nhưng không hề ít tiền. Bên này cũng vậy. Mở căng này. Căng này là sử dụng chúng ta là nam châm nhé. Nam châm hít. Ui trời. Vân kim cương và chúng ta sờ là sẽ thấy nó có những cái đường kim cương. Hôm trước Linh có một anh khách hỏi Linh là những cái đôi loa như thế này vân kim cương của nó có phải là vân kim cương thật không? Hay là nó chỉ có in bóng lên thôi? Thì mình có bảo anh là anh đến tận nhà em đi, anh ngồi anh sờ vào cái gân này xem nó như thế nào. Anh không biết anh xem ảnh, anh nhìn từ đâu, anh kết luận như thế nào mà anh lại bảo cái này nó là cái màng phẳng hết và người ta in bóng lên để thành cái dấu kim cương. Không phải đâu. Kim cương, đây này, mọi người sờ từng đường gân một này. Đó, trời ơi, nó đẹp. Đây, cái chép. Chép này của chép người ta là chép ZET nhá. ZET. Chép của Elac. Và bọn Elac 263 này đánh tới dài tần 50.000 hạt. Chạy từ 41 hạt đến 50.000 hạt. Mọi người chơi nghe cái tiếng của guitar đánh, cái tiếng violon kéo, nhất là guitar, guitar điện đánh nó sắc, nó bén lắm. Nghe những đôi như này thực sự là chất lượng. Thế thì điểm qua một xíu các cái thông số của Elac 263. Chúng ta sẽ có đây là dòng Buxell 2 đường tiếng nhá. 2 đường tiếng này. Đấy, kích thước của chúng ta là 285 nhá. 285, 192 và 285. Nó hơi bo vát về phía sau. Đây. Nó bo vát về phía sau nhá mọi người nhá. Đây này. Đấy. Nên là đôi này rất là đẹp. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Trọng lượng là 6,6 kg một loa. Đấy, đôi này Linh ship về là hơn 13 cân. Hơn 13 cân đi bay. Đấy, bát là bát 15 nhá. Chép là chép ZET. Một chép ZET. Thông số là từ 41 đến 50.000 hạt. Nghe cái giải cao sáng lung linh rồi. Không còn gì để bàn đối với những đôi như này. Và trở kháng là từ 4 đến 8 ohm. Nên là chúng ta rất dễ chơi, kéo thoải mái. Công suất là 60 đến 80W. Trong một phòng diện tích tầm khoảng 25m đổ lại thì chúng ta chơi đôi này 60-80W là chơi quá đẹp, quá thoải mái. Tất nhiên là để kéo đôi Elac này thì có nhiều lựa chọn. Chúng ta hay ghép là Premier nhá, Omni Premier, ví dụ con I30 chẳng hạn là ghép rất là hay rồi. Nhưng mà ở đây thì Linh không có con Premier I30 đó, thì Linh sẽ ghép với dòng Rotel 1572 để chúng ta cùng nghe xem là cái âm thanh của nó như thế nào nhá. Elac 263 đẳng cấp, dòng Buxell không còn gì để chúng ta phải chê cả. Có mỗi cái việc đó là giá thành nó hơi cao nhá. Thị trường bây giờ con này nó rơi vào hơn 30 triệu. Đẹp như thế này, hơn 30 triệu. Bây giờ Linh sẽ đấu và mời mọi người chúng ta cùng nghe thử con hoa đấu giá này nó chất như thế nào. Và bây giờ Linh sẽ test trên bộ dàn gồm con âm ly Rotel 1572. Và Linh sẽ không chơi cái giải mã ở trên con âm ly này, mà mình sẽ chơi một cách tương xứng, đó là chơi với con Gustav A26. Thì tại sao Linh lại chơi trên A26 mà không phải X26 Pro hay là bất kỳ một cái dòng nào khác? Thì bởi vì lý do đầu tiên là nó, cá nhân Linh nghĩ nó sẽ phù hợp. Lý do thứ hai là cái chất âm của chip AKM, mình nghĩ là nó sẽ có thể cân bằng
với cái việc mà giải chép lên tới 50.000 hertz của con BS263 này. Và bỏ cái cam này ra nhìn cho nó đẹp. Và bây giờ Linh sẽ mời mọi người cùng lắng nghe một bản Hotel California. Chúng ta xem là cái nhạc cụ đánh như thế nào nhá. Nào, mời mọi người cùng lắng nghe.